Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu. Và đồng thời hôm nay xuống thì cháu Lực có nhận được là thêm là hai cái phần quà gửi tới cho hai ông cháu đúng không các bác. Thời tiết không biết là ở dưới chỗ các bác như thế nào, nhưng mà thời tiết ở chỗ cháu Lực thì hiện tại là thời tiết đang mưa phùn khá là nhiều các bác ạ. Đi nhìn xuống dưới thì nhìn thấy những cái thửa ruộng bậc thang đã được bà con làm là chuẩn bị cho một mùa trồng lúa mới của bác ạ. Đấy, nhà của hai ông cháu cũng vậy, nhà của hai ông cháu thì cũng có ruộng đấy, nhưng mà về cái phần mà để mà có năng suất ấy thì không có năng suất là bao nhiêu cả cô bác ạ. Đấy, hai ông cháu thì không có tiền để mà mua phân bón, chỉ là bón phân trâu thôi, cho nên là cái về cái năng suất mà lượng thóc của hai ông cháu thì cũng khá là ít. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng có mua thêm cho ông là một bao gạo này thì gồm 10 cân các bác ạ, cộng thêm là một cái thùng quà nữa. Đấy. Được sự tin tưởng của các bác gửi những phần quà tới cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ, cháu Lực rất là vui mừng và rất là hào hứng khi mà mỗi lần mà nhận được những cái phần quà của các bác đem tới cho những cái hoàn cảnh. Đấy, cái cung đường này thì là cũng là cái cung đường mà bé Mạnh đi học hàng ngày đấy cô bác ạ. Em Mạnh thì năm nay mới có 5 tuổi thôi. Đấy, sang năm sau thì lên lớp 1 rồi. Sang năm sau thì lấy sẽ lớn hơn và sẽ phụ giúp được ông thêm là nhiều việc hơn. Lại phải nghỉ một chút đã cô bác ạ. Làm hai chặng thì mới đến dưới nhà của ông. Nếu mà đi không thì chỉ có là một chặng mạch mạch thôi là đến rồi. Vậy chỗ này thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có khá là nhiều những cái cây to. Những cái cây to kia thì hầu như là bà con trồng để mà làm nhà cố của bác. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy tất cả cái khu này thì đều là làm hoàn toàn bằng nhà gỗ cả. Tại vì là cái cung đường của cháu Lực xuống ấy thì ô tô không có thể nào mà chở được vật liệu xuống. Mà nếu mà làm được một ngôi nhà thì chắc hẳn là cái tiền mà vận chuyển thì sẽ phải là gấp đôi hơn. Thứ nhất thì là mình có thể là vận chuyển được bằng chỉ có vận chuyển được bằng xe máy thôi. Và thứ hai thì đi đổi công với nhau. Đấy, nhưng mà đi đổi công thì không thể nào mà đổi công được nhiều đến nỗi mà làm được cả một cái ngôi nhà cả. Ôi, nó bị thiệt mềm bố. Đi ăn khảo đi á. Xin nào nói nhau được nhờ. Đấy, đến nhà của hai ông cháu rồi nhưng mà không thấy không nhìn thấy hai ông cháu đâu cô bác. Đấy, bây giờ thì chắc là phải để qua là để tạm ở trên này đã. Rồi thì đi xem hai ông cháu là đang làm cái việc gì đấy.
Ở đây thì cháu được nhìn thấy là xe rùa thì vẫn còn đang ở đây. Chắc có khi là ông ấy chắc là đang làm ruộng ở đâu đó thôi. Không biết là hai ông cháu đi đâu rồi anh nhỉ? Chắc là đúng rồi. Hai ông cháu là lại hái rau đắng này về để mà xào ăn rồi đó cô bác ạ. Anh là đang làm ruộng ở trên này à? Vâng. Nhà anh ở tận đâu anh? Ở tận bên kia à? Ủa đi làm ruộng xa đấy nhỉ anh nhỉ? Đây bây giờ thì đi xem hai ông cháu đó. Quần áo của Mạnh thì chắc là vừa rồi là nghịch bẩn là để đây luôn này. Đây vừa rồi đi thưa cô bác, vừa rồi đi tìm Mạnh, tìm hai ông cháu ấy. Ông ấy đang còn Mạnh thì là ở đấy chơi nhưng mà ướt hết quần áo rồi. Em bây giờ thì phải tìm áo để thay cho Mạnh đã. Ở trong nhà thì có vẻ như là đang khá là tối cô bác ạ. Mạnh vừa rồi đi tìm hai ông cháu thì ông ấy đang ở dưới ruộng, còn Mạnh thì đang ở đấy nghịch chơi cô bác ạ. Nhìn thấy là Mạnh là ướt hết quần áo rồi, cho nên là cho Mạnh là về nhà thay quần áo trước nào. Về cho đây. Đây tìm cái quần cái áo thay đi. Đấy, Mạnh thì mặc dù là năm nay mới có 5 tuổi đâu cô bác, nhưng mà nói rất là nghe lời, chỉ cần bảo em ấy là về nhà thay quần áo đi thì em cũng tự biết đi. Cái quần đâu? À, đây có quần không Mạnh? Không có á? Đây không có quần đâu à? Đây thì chú tìm quần áo cho đã. Bây giờ thì cháu được thay quần áo cho em Mạnh đã cô bác ạ. Có vẻ như là Mạnh khá là lạnh rồi đấy. Nào kéo khóa áo lên Mạnh, kéo khóa áo lên cho nó đỡ lạnh. Đấy. Hôm qua thì chắc là có vẻ như là mưa to, thành ra là cháu được nhìn thấy là quần áo của hai ông cháu là ướt đi khá là nhiều đấy cô bác ạ. Tìm mái thì mới được một bộ là khô để mà thay cho Mạnh. Đây kéo xuống. Đấy. Nào Mạnh ngồi xuống đây. Đây ngồi xuống để chú kéo cho. Mạnh có lạnh không? Lạnh à? Mạnh khoanh tay chào con có bà nào? Chào các bà. Rồi. Đấy. Thưa cô bác ạ, ông thì vừa lại tiếp tục là đào sắn về rồi. Ấy bắn. Cái này là cái gì đấy ông? Cơm muội. Cơm muội à? Vậy ông thì vừa rồi là đào sắn để mà đi sâu cô bác. Sắn này thì ông là cho lấy cả ăn luôn đó cô bác ạ. Nhà ông thì hết gạo rồi à? Vâng, hết gạo rồi. Cái sắn này là tối nay lấy về ăn hay là như nào đấy ông? Lấy về chuột cơm ăn đấy. Lấy về chuột cơm ăn á? Vâng. Ông rửa chân hộ cháu lấy cái gạo này đi vào nhà đi ông? Vâng. Dẹp ông cái dưới kia kìa không? Đấy. Đấy, vừa như ông kể là lấy sắn này về để mà trộn với lại cơm đó cô bác ạ. Đấy, gạo của ông thì cũng đã hết rồi. Cho mọ thì cho được xuống thì khi mà đi xuống nhà đấy thì Mạnh thì đang đi tìm cơm, còn cháu được lên trên hàng xóm thì thấy bảo là nhà Mạnh thì đã hết gạo rồi. Mạnh đi đâu đấy? Có lạnh không Mạnh? À? Mạnh ra đây chú bảo Mạnh ơi. Ra đây. Đấy. Có lạnh lắm không? Lạnh. Lạnh lắm à? Cái mũ này sao lại đội xấu đấy? Đấy, đội cho nó đẹp đẹp một tí. Đấy. Có vẻ như là thời tiết mấy hôm nay thì lại khá là lạnh. Hôm nay Mạnh có đi học không? Không. Hôm nay Mạnh không đi học à? Hôm nay là được nghỉ rồi đúng không? Không. Này. Thế là vừa rồi Mạnh là đi chơi cùng với ông à? Đi cùng với ông à? Phải không? Phải. À, sao lại mồm lại bẩn đấy? Ăn cái gì mà bẩn đấy hả? Không. Chứ
chưa kịp rửa mặt à? Vâng. Ôi rồi, mạnh thì bị lẹo rồi cô bác này, bị lẹo là vẫn còn chưa có khỏi đâu. Thế là vừa rồi mạnh có đi cùng ông để đào sắn không? Không. Không 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 cùng ông đi à? Thế là một mình là khác chơi à? Không có bạn cùng chơi à? Không. Thế bạn Quyết đâu rồi? Quyết đi kia. Quyết là đi kia à? Không. Ồ. Chú lại lấy quà cho Mạnh ấy, chú lấy gạo cho Mạnh rồi đấy. Ha, một tí nữa thì đi bóc quà nhá. Rồi, hôm nay thì cháu được xuống thì cũng có đem theo một cái tin để hỏi ông xem là ông có biết ra dùng không. Nếu mà ông biết dùng thì cháu được sẽ mua cho ông cô bác. Bây giờ thì Mạnh lạnh thì Mạnh đi vào nhà trước đi. Nhá, đi vào nhà đi. Đây, ở bên ngoài thì còn mưa phùn thêm một chút. Đây, căn nhà của hai ông cháu thì cháu được cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều lần rồi. Cô bác cũng đã biết được rằng là hai ông cháu ở trong một cái ngôi nhà như thế nào. Ông hộ cháu lấy cái này đi vào nhà tí ông nhá. Ruộng nhà ông thì đã làm xong hết chưa? Sắp được cấy chưa ông? Cấy rồi, nhưng còn ba thử thì đắp được. Còn ba thử dưới kia là chưa đắp được bờ à? Vâng. Đây cả cái thùng này nữa ông nhá. Đấy, ông thì mặc dù là ở với lại Mạnh ấy cô bác, còn phải lo cho Mạnh nữa. Nhưng mà ông cháu Lực cũng nhìn thấy là ông có thêm một cái đàn gà. Ở đây thì cũng đàn gà lớn lớn nó náo nhau. Thế chắc là ông cũng đi lấy gà của người ta về nuôi xong là đẻ ra được ngần này. Đây, sắn này thì là ông vừa cho gà xong lại vừa cho người để mà ăn luôn. Này ông ở chỗ cầm cái đấy đi vào trong nhà luôn nhá ông nhá. Rồi. Và những cái bộ áo mưa ông còn chưa kịp bỏ ra. Cái này là ông cho lợn ăn à? Vâng. Này lợn ăn thế này thì làm sao mà lớn nổi cô bác ạ? Chỉ nguyên là cây chuối thôi. Chuối thì ăn nhiều nó cũng lợn nó cũng không có ăn, thành không có muốn ăn đấy. Nhưng mà không có gì để cho lợn ăn rồi. Thành ra là bắt buộc là lợn phải ăn. Đấy. Ông với lại Mạnh ngồi đây một chút xíu nhá. Đấy, để cháu nói cho ông là gạo với lại thùng quà kia là bác nào gửi cho hai ông cháu nhá. Sắn của ông thì đã đào hết chưa? Còn ít thôi à? À, lại. Hình như là trong nhà của ông thì tối hôm qua là mưa nhiều quá dột hết vào trong nhà đúng không? Vâng. Qua dột đi. Qua dột hết à ông? Vâng. Bây giờ thì ông gửi một lời chào tới các bác nhá. Vâng. Chào các bác. Đấy. Hôm qua thì cháu có nhận được 250.000 là gửi tới cho ông với lại Mạnh là để mua gạo. Đấy, vừa rồi thì cháu đã mua gạo cho ông là 10 cân. Đấy, ở đây thì bà gửi cho cháu là 200.000, là 50.000 là cho cháu để làm kinh phí đổi sang đi lại, còn 200.000 thì là để mua gạo cho ông. Đấy, thì hôm nay thì cháu xuống thì cháu mua là túi gạo mà ông vừa cầm vào đấy, thì là 200.000 là của bà. Là của bà Mai Phong, là chuyển cho ông nhá. Nhà ông thì hết gạo hết sạch rồi à? Vâng, sạch rồi. Hôm nọ cháu đưa Mạnh đi học về đấy thì là đến nhà thì tìm gạo nhưng mà xong lại không còn nữa. Mạnh tìm cơm để ăn đấy là không còn nữa. Nó làm ma đấy, đi làm ma hết rồi. Thế hôm nọ là lấy đi nhà họ à? Vâng. Mạnh thì có vẻ như là buồn ngủ đấy nhỉ, có buồn ngủ không? Không à, thế thì hôm nọ hết thì hai ông cháu là ăn cái gì? Đi với anh em về,
Cháu đến ngày chiều thì như chiều mô, cháu biết mô được không? À, thế là hôm nọ là cháu đưa tiền cho ông thì là còn một chút để ông đi mua à? À, à thế thì lúc nào mà hết gạo ấy thì là ông lại bảo với cháu nhá, để cháu mua xuống cho ông. Đấy, còn là tiền mà cháu để cho ông ấy thì ông là cứ cầm mà giữ ở đấy đi. Đấy, cháu Lực cũng xin thay mặt là em Mạnh với lại ông gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và cảm ơn bà rất là nhiều. Đấy, ông gửi một lời cảm ơn tới bà Mai Phong ông nhá. Tôi xin cảm ơn bà Mai Phong nhá. 10 cân gạo thì để hai ông cháu ăn thì được tầm bao nhiêu ngày? Hai ông cháu thì một tuần. Một tuần à? Thế là đến một tuần sau thì hết thì cháu lại mua cho ông. Thế thì bây giờ ông lấy cái thùng quà cái ra bóc xem là bác nào gửi cho hai ông cháu đi. Đây, những cái phần quà mà cháu đem lên cho ông ấy thì là cháu phải bóc thì cháu mới biết là trong ấy có những cái gì. Đấy, cho cháu xem nào, từ từ ông cho cháu xem là của bác nào gửi đây. Ở đây thì có mỗi là người nhận này. À đây ở bên này. Đấy. Đấy, ở đây là gửi cho hai ông cháu Mạnh là 5 tuổi cô bác nhá. Đấy, bây giờ là phải tìm là tin. À đây, phần quà này là của bác Hồng, bác ở Hương Văn, Hương Trà, thành phố Huế, là gửi cho hai ông cháu. Thế còn là bây giờ thì ông sẽ hộ cháu mở ra là bên trong có cái gì ông nhá. Ông phải lấy dao bỏ băng dính thì mới được. Mạnh có mở được không? Nào, Mạnh mở xem nào. Giờ đấy, ông mở ra này, trong là còn có gồm những cái gì? À, bát à. Ông mở to hẳn ra không? Đấy, có bát, có thiền này, xem là bên trong là còn là những cái gì nữa. Có dép này là dép để cho ông ấy, dép to này. Này có đeo vừa không? Hả? À, không đeo vừa đâu à? Đấy, bánh đấy. Đấy, hai đôi dép là ông cứ mở ra hết đi đấy. Đây là quần áo đúng không? Xem là quần áo của ông hay là quần áo của Mạnh ấy. Đấy, còn đây là cái gì à Mạnh? Cho chú xem nào. À, cái đặc sản nó ra cô bác ạ. À, mứt dừa Huế. Đấy, túi bóng. Đấy, Mạnh là tự mở quà ra luôn đấy cô bác ạ. Đấy, hai ông cháu ở đây. Mỗi người là hai ông cháu. Hai ông cháu là mỗi người một cái. Mạnh có biết cái là cái gì không? Hả? Sô-cô-la đấy. Một tí nữa chú mở cho. Áo của Mạnh đúng không? À. Mạnh vẫn đang miệt mài là mở quà này cô bác này. Lấy ra từng món đồ một. Đấy, đây thì là kẹo. Cái áo này thì là áo mùa hè. Cho nên là mùa hè thì mới mặc được ông ạ. Đấy, dép của ai đây? Cái mũ đây là mũ cho ông để ông đội đi làm nhá. Đấy, Mạnh thì cũng có hai đôi dép này. Đấy. Kim chỉ này để cho ông, còn không? Hết rồi đúng không? Mạnh có biết cái kia là cái gì không? À,
Đây, đưa đưa đưa, Mạnh đưa chú. Đấy. Cái này là kẹo Mạnh nhá, mở mở cái này ra hả nhá. Không biết là dép này thì liệu có vừa Mạnh không, hình như là không có vừa Mạnh cho lắm đâu cô bác ạ. Mạnh thì mặc Mạnh thì đi size là nhỏ hơn, số này thì size to hơn được không ạ? Là nhìn là không thấy không vừa ông ấy rồi. Còn ở đây thì là hạt điều này cô bác này. Ở đây là hạt ở đây là hạt điều, còn cái đấy là bánh ông nhá. Cái này là kẹo ông nhá. Ông bóc ở trong ra là cho Mạnh đi. Đây, ở đây thì nếu mà cháu Lực không chỉ ấy, thì sợ là hai ông cháu là không có biết ăn đấy cô bác. Ấy ông phải bỏ cái lớp màu vàng vàng đấy ra. Đây Mạnh thử mở ra xem nào, xem là có ăn được không. Mở ra xem nào. Đây có biết mở đúng không? Đây, cái này là còn là cái này là ở đây cháu xem là cái này là dầu gió được ông này. Đây ở đây thì bà gửi cho thì cô bác ạ cũng có ghi cả ở bên ngoài nữa. Bác tặng bác Hồng cho cháu Lực cái túi này là cho cháu ông ạ. Ba mẹ ăn cùng uống trà, bác tặng cho cháu Lực cho vui. Đây ở đây thì cháu cũng có quà các bác ạ, có một túi này. Túi này là túi của bà của bác Hồng là bác ấy gửi cho cháu Lực. Còn là hai ông cháu thì sẽ là miếng dép này, kẹo này này ông. Đấy kẹo này là sẽ cho Mạnh nhá. Có ngon không hả Mạnh? Ngon à? Ăn xong chưa? Ăn xong thì gửi một lời cảm ơn tới bác nhá. Mạnh ăn kẹo thì có ngon không? Hả? Thế thì bây giờ Mạnh gửi một lời cảm ơn tới bác Hồng nhá, bà Hồng nhá. Đây ở đây thì là của bà Hồng, bà ở Hương Văn, Hương Trà, thành phố Huế gửi tới cho hai ông cháu của bác. Và đồng thời trong đó thì là bà gửi cho hai ông cháu thì cũng có gửi tặng cho cháu Lực là thêm là một chút quà nữa. Đấy. Và cháu Lực cũng xin cảm ơn bà và chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Mạnh đã ngậm xong kẹo chưa? Đợi Mạnh ngậm xong kẹo đó nhá. Còn dép này thì là để ông đi ông nhá. Đấy, còn Mạnh thì hai đôi thì có vẻ như là hơi to một chút cô bác ạ. Chắc là sang năm sau thì mới đeo vừa được. Sang năm sau lớp 2 thì mới đeo vừa được. Còn cái này là mứt gừng này. Cái này là nếu mà ông bị ho thì ông có thể ăn được cái này là nó cũng được nhá. Cái này thì người ta làm từ gừng ông ạ. Đấy. Còn cái này là bánh là để cho hai ông cháu. Đấy, ông thì bây giờ ông gửi một lời cảm ơn tới bác Hồng ông nhá. Xin cảm ơn bác Hùng gửi quà cho tôi vui lắm, tôi thích lắm, tôi xin cảm ơn bác Hùng. Hay ông thì có vẻ như là tiếng phổ thông của ông thì vẫn còn là khá là kém của bác ạ, cho nên là không có gửi được những cái lời cảm ơn sâu sắc tới cho các bác khi mà các bác gửi quà cho hai ông cháu. Rất là mong các bác sẽ thông cảm cho hai ông cháu của bác nhé. Ở đấy là những cái lời mà ông gửi tặng cho các bác, là những cái lời mà tận trong đáy lòng và những cái lời mà hầu như là ông chưa bao giờ bộc lộ ra cả cô bác ạ. Đấy, Mạnh thì có vẻ là có kẹo vào thì rất là tăng động này cô bác này. Đấy, bây giờ thì ăn kẹo thì có biết gửi lời cảm ơn không hả Mạnh? Ra đây ngồi bên đây. Không là tí nữa chú lấy về đấy, ngồi đây. Ngồi xuống. Đấy. Khoanh chân vào. Ăn hết kẹo chưa? Chưa à? Thì ăn hết kẹo xong rồi nói chuyện nhá, chứ không là tí bị mác nhá. Cái ông thì hôm nay là ở nhà, ông làm những gì ông? Nhà đắp bờ ruộng. Đắp bờ ruộng à? Đấy sắn. À, thế là ông sắp được trồng lúa đôi nhờ? Vâng. Rồi, ruộng của nhà ông thì mặc dù là cũng có, cho Lực nhìn thấy là có khá khá, để mà nhiều thì cũng không có để mà nhiều, cô bác. Đấy, nhưng mà do là ông là không có tiền để mà mua
phân bón. Đấy còn nhà ông có trồng ngô không? Không có, nương trồng đâu. Nhà ông không có trồng ngô đúng không? À, thế thì có một bác là gửi cho cháu để mà mua về cái phần khoản ngô nữa. Đấy, ông đợi cháu một chút để cháu tìm lại xem là bác nào là gửi cho ông đã. Đây, ở đây thì có bác có cô chú là chú Sang Phương là gửi cho cháu là 2 triệu đồng. Và trong đó thì chú để vào tiền quý làm nhà của ông là 1 triệu đồng. Và 1 triệu đồng còn lại thì có để cho cháu là 100 ngàn để mà đổ xăng đi lại. Còn 900 nghìn thì ông sẽ bảo là mua hạt giống ngô và phân bón. Còn nếu mà như nhà ông là không có nương để mà trồng ngô đúng không? Thì là cái khoản 900 nghìn đấy thì cháu sẽ mua phân bón cho ông nhá. Thế thì ông là mua phân bón thì mua là phân bón loại gì? NPK hay là phân đạm? Kali đi. Kali à? Bao đạm. Một bao đạm à? Thế một bao đạm thì là vẫn còn dư ra. Nếu mà còn dư ra thì cháu sẽ mua xem là mua thêm một qua Kali nhá. Ông bảo NPK đấy. Kali là NPK đúng không? Đấy. Kali là NPK thì cháu nếu mà được thì cháu sẽ mua hai cái loại phân bón đấy nhá. Phân đạm thì ông có thể là sau khi mà trồng lúa xong một thời gian thì ông có thể là cho đạm vào, còn là kali nữa cô bác ạ. Đấy. Cái phần cái khoản này là của cô chú Sang Phương nhá, là gửi cho ông thì là còn là 900.000. 900.000 thì là cháu sẽ để mua phân bón cho ông nhá. Đấy thì ông cứ yên tâm là năm nay là ông sẽ có phân bón để vào ruộng nhá, chứ không phải là để phân chuồng nữa ông nhá. Không phải là để phân trâu nữa. Nào Mạnh thì bây giờ ngừng ăn đi. Ngừng ăn chưa? Nào khoanh tay vào, khoanh chân vào. Mạnh thì là một cậu bé mà rất là ngoan của bác ạ. Này có vẻ nhà như nhìn thấy kẹo thì có vẻ là hơi tăng động một chút. Này đóng nắp xong thì mới nói được. Mạnh có thích dép không? Dép này là dép con gì? Dép con gì? Siêu nhân à? Con này là con nhện chứ không phải là siêu nhân nhá. Đấy, hôm nay thì bà Hồng gửi cho thì cảm ơn bà Hồng nhá. Đấy, nào khoanh tay nào. Đấy, khoanh chân nào. Con xin cảm ơn bà Hồng. Con xin cảm ơn bà Hồng. Đã gửi quà cho con. Đã gửi quà cho con. Cho ông của con. Ông của con. Con chúc bà. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Đấy, lần sau là chú nói chuyện xong là phải có từ ạ nhá, nhớ chưa? Nói chuyện với chú nhá. Đấy còn tiền của Mạnh thì là ông đã đóng học hết cho Mạnh chưa? Còn mấy tháng nữa? Tiền á? Đúng rồi, tiền ăn của Mạnh ở trong trường ấy. Tiền nó vay họ trả cho 200. Trả cho 200 à? Thế thì là ông vay ai trả cho 200? Vay cho cháu ở trên. Vay có phải là mẹ của Quyết không? Không phải đâu. Không phải đâu à? Thế là bây giờ là 200 là được mấy tháng không? 200 là được 10 tháng tiền ga. 10 tháng tiền ga à? Năm ngoái rồi, năm nay chưa có. Năm nay chưa có đúng không? Thế thì sang tuần Mạnh đi học thì là tầm đến lúc mà Mạnh nghỉ học, cháu sẽ đi đón Mạnh rồi cháu sẽ đóng cho Mạnh luôn. Vâng. Nhá. Đóng cho Mạnh là ông là không phải ông không phải lo về cái tiền mà hàng tháng là Mạnh đi học để mà ăn cơm ở trong nhá. Vâng. Nếu mà không có được mình không đóng là không được ăn cơm ở trong đúng không? Vâng. Đấy, hôm nọ như nào thì ông phải bảo với cháu nhá. Tại vì là cháu là người xuống chia sẻ cái cuộc sống của hai ông cháu cho nên là được rất là nhiều các bác yêu quý cháu Mạnh cũng như là ông gửi tiền cho cháu để mà lo lắng cho cuộc sống của hai ông cháu. Đấy. Trong thời gian tới thì cháu với ông khi mà ông làm ruộng xong mọi cái thì là cháu với ông là sẽ bàn những cái chuyện mà nó vui mừng hơn đến với ông nhá. Vâng. Đấy, cháu thì cũng sẽ bật mí cho ông một chút là trong khoảng thời gian trong khoảng thời gian tới thì ông sẽ có một ngôi nhà mà kiên cố để ở. Vâng. Nhá, ông cứ yên tâm nhá. Vâng. Đấy còn còn về cái phần phân bón của ông là cháu nói là cô chú
sang phong nhá. Là gửi cho ông là 900 ngàn ông nhá. Còn về cái phần khoản phân bón của ông là cô chú Sang Phương là gửi tặng cho ông nhá, là 900 ngàn ông nhá. Đấy, thế thì năm nay là không phải lo về cái vấn đề mà bón phân trâu đâu nhá. Thế còn bây giờ thì ông đi ra ngoài lấy trâu chưa? Cháu sẽ đi cùng ông luôn nhá ông nhá. Để đi xem là mạ của ông xem là đã lên như thế nào rồi, xem là điều năm nay thì hai ông cháu là có đủ ăn không nhá. Đây, Mạnh thì là cho bé ở, cho em ấy ở nhà luôn cô bác ạ. Tại vì là cái cung đường mà đi thì rất là khó. Cháu được sẽ theo chân ông là đi xuống cái ruộng của ông một chút. Thế hôm nay là công việc của ông ở nhà là đắp bờ ruộng này không? Ôi, cái chỗ này ông không trồng lúa à, chỗ này ấy? Chỗ này trồng á? À, vẫn chưa làm được à? Thế là chỗ này là phải làm bằng tay thôi nhỉ? À, cái mạ của ông thì gieo ở đây à? Mạ nhà ông ấy? Ồ, lạnh quá cho nên là phải mua cái tấm ni lông trắng này về mà phủ lên trên đấy ông nhỉ? Hết 200 nghìn à ông? Ôi dồi ôi, đắt thế nhở. Thế ông thử tính nhà là một năm ông làm thì liệu có bằng cái tiền công mà ông bỏ ra không? Bằng cái số tiền mà ông bỏ ra không? Bằng, không có lái gì. Hả? Dạ? Là không có lái à? Thế là gọi là như ruộng nhà mình có thì mình là bắt buộc là phải làm đúng không? À, lên một chút rồi lên. Chỗ này thì được bao nhiêu tháng rồi ông? Này chưa được tháng rồi. Chưa được một tháng à? Thế sắp được cấy rồi ông nhỉ? Thế là phải phủ như này vào thì nó mới không có lạnh đúng không? Đấy, thế là ruộng của nhà ông thì thật đã năm nào mà được bón phân lân phân đạm vào chưa? Chưa đâu à? Không có tiền mua ít thì... Ồ, thế thì nếu mà mua phân lân phân đạm vào nó thì phải bỏ ra một số tiền mà rất là lớn. Thì mình thu vào thì không biết là được bao nhiêu đúng không? Cháu mới cân thì làm 2 lần. À, 60 cân. À, thế thì năm nay thì ông cứ yên tâm là có cô chú Sang Phương là sẽ hỗ trợ cái tiền khoản phân bón của ông nhá ông nhá. Trâu của ông thì được để tận đâu? Trâu này là trâu là của người ta nuôi đúng không? Để mà mình lấy phân của nó đúng không? À. Thế thì ông thế thì bây giờ là ông không có một con bò một con trâu nào đúng không? Vâng, không có mà. Thế thì bây giờ đi thì đi đường nào không? Đi đường mình kia xuống dễ hơn. Là phải ngược lại à? Thêm vài năm nữa thì Mạnh lớn hơn thì có thể là hộ ông được một chút rồi ông nhỉ? Bây giờ thì còn bé quá là chưa có hộ được ông là thứ gì cả. Hầu như là những hoàn cảnh ảo mà Tuấn Lực đều đi chia sẻ đấy cô bác ạ. Toàn là ở với lại ông với lại bà thôi. Bố mẹ thì có người thì bỏ đi đâu rất là xa. Vậy ở đây thì cũng Tuấn Lực cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi mà các bác hỏi Tuấn Lực rằng tại sao lại ở trên vùng cao lại rất là nhiều người bỏ đi như vậy cô bác. Ở đây thì các bác chỉ theo dõi được là những cái kênh hay là những hoàn cảnh mà ở những cái kênh làm thiện nguyện ở trên vùng cao đăng tải lên thôi, chứ không phải là hầu như là thế cả cô bác ạ. Ở đây thì những hoàn cảnh nào mà như vậy thì là chú cháu mới đi chia sẻ lên.
Rừng này thì có phải là rừng của nhà ông không ấy? Rừng này là rừng nhà ông à? Ruộng nhà ông này từ đây à? Ô nhưng mà chỗ này thì làm sao mà còn trồng được ruộng, trồng được lúa nữa? Này mấy cây nó không xuống được. À. Ôi trâu của ông thì làm sao lại nó ngủ ngủ kia ấy? Cẩn thận ông nhá, trâu này còn đi nuôi thôi đấy. Ôi ông buộc lên đây này thì khá là nguy hiểm đấy. Cái trâu thì được ông là đi nhà người ta lấy về nuôi. Đấy, nhưng mà nuôi là phải làm sao mà nuôi để cho nó béo đấy. Chứ gầy là người ta lại không có cho nữa. Nuôi là chỉ để lấy phân bón để mà bón vào cái cánh đồng ruộng của nhà ông. Hai ông cháu nếu mà cái con đường mà dế đi một chút đi cô bác thì có thể là sau này mà lạp nhà thì có thể là làm được bằng nhà xây. Nhưng mà hiện tại thì là cháu Đức đang phân vân về cái nhà gỗ với lại nhà ghép một chút. Nhà gỗ thì cháu Đức cũng đã từng thực hiện là ngôi nhà của em Cương rồi, còn nhà ghép thì cháu Đức chưa có thực hiện là ngôi nhà nào cả. Thế là những cái thửa ruộng này mà trâu không vào được ấy thì là ông dùng cuốc để ông làm à? Ôi. Thế là hôm nay là ông cả ngày là làm cái này à? Để ra mà nói thì nếu mà để mà mình tính cả tiền công với lại cái tiền mà mình mua phân bón vào các kiểu cho cô bác thì vẫn gọi là không có bằng lại cái số tiền mà mình bỏ ra đâu ấy. Đấy, nhưng mà ruộng nhà mình thì có ấy, cho nên là mình bắt buộc là phải làm. Không làm thì lại càng thêm không có gì ăn nữa. Nếu mà nhà nào mà cực kỳ mà nhiều ruộng thì là làm lúc nào cũng gọi là dư ra. Ở phía bên kia thì cháu Lực cũng nhìn thấy là bà con ai ai cũng đang tấp nập ở cái đi ra ngoài ruộng. Nghe thấy tiếng máy cày kêu rất là to. Trâu này thì ông đã nuôi được tầm bao nhiêu lâu rồi? Được mấy năm rồi ông? Mấy năm rồi. Dạ. Được mấy năm rồi? 4 năm rồi. Được 4 năm rồi á? Ôi. Tôi về mấy tí. Thế là thế lấy nhà người ta về nuôi lâu đấy. Thế là nuôi lâu như này thì sau này người ta vẫn cho mình một ít nhờ? À, chứ không phải là không cho đúng không? Cho công một tí. À là vẫn cho công một tí. Sao ông không đi nhận con cái về nuôi để nó đẻ? Nó không có. Là không có. Được về một tí rồi. Là vẫn buộc đây không? Thế là tối hẳn thì mới mang về à? Trời thì có vẻ như là cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Ở phần phía trên kia thì có vẻ như là có sương mù với lại lạnh hơn nhiều. Tại vì là cái chỗ nhà ông
thì nó hầu như là nằm ở dưới thủng rồi. Đây, bao quanh xung quanh là toàn là núi lại đồi thôi. Không lo, cháu bảo là ông lên trên để mà xem cái nguồn nước ấy thì là ý kiến của người ta là như nào không? Nó cho thôi. Cho à? Cho thì thế thì thế thì để lúc nào mà làm mà ruộng xong hết đấy thì lúc đấy thời gian đấy nó rảnh hơn thì là mấy ông cháu mình lên trên nhà chú ấy một chuyến rồi cháu mua ống về kéo cho ông. Đấy, gia đình của nhà hai ông cháu thì cũng được là hai chị ở Nguyễn Thúy quan tâm rất là nhiều cô bác ạ. Đấy, để khi khác thì cháu được sẽ thông báo cái niềm vui tới cho hai ông cháu sau. Hiện tại thì cháu Lực cũng có nghe được hai chị người Thúy là bộc lộ với cháu Lực một chút rồi. Ở phía bên này thì hôm qua hình như là mưa to quá hay sao cô bác ạ, thành ra là tạt hết vào cái chỗ quần áo của ông. Vừa rồi thì cháu Lực tìm cái quần cho Mạnh ấy thì hầu như là thấy là nó ướt hết rồi. Ôi, ở bên kia là hình như là có nước hay sao không ạ? Có nước động lại quá rồi. Nước động lại thành những cái húm rất là to của bác ạ. Trời thì cũng tối rồi, thành ra là để mà ghi hình như nó ôi này. Động lại nhiều nước chưa? Ôi mày nứa đến mùa mưa thì làm sao mà ở được không? Bây giờ mấy hôm nay mưa nó nhỏ nhỏ thôi, nó đã như thế này rồi mà mưa to về thì làm sao mà dám ở trong này nữa. Mưa nó còn kèm thêm cả báo nữa chứ. Báo nó bay hết rồi. Đúng rồi. Đấy, Mạnh thì có vẻ như là đội cái quả mũ màu đỏ đỏ luôn đấy cô bác ạ. Lên trên xem Mạnh một chút. Trong thời gian tới thì nếu mà khi nào mà gia đình nhà hai ông cháu ấy đi vào làm ruộng xong hết thì khi đến lúc mà cháu được vào để mà xem cái bước mà làm nhà cửa làm như thế nào thì cháu được cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái phần khoản tiền hỗ trợ của các bác gửi tới cho hai ông cháu. Sau này nếu mà làm nhà dư ra thì mình có còn để mà để vào sổ tiết kiệm cho bé Mạnh để làm sao mà sau này bé có cái một chút. Hãy đi vào nhà xem Mạnh đã. Mạnh đang nghỉ cái gì đấy? Hả? Đang nghỉ kiệu cao su này. Nào. Mạnh bóc ra rồi à? Bóc ra tí để ăn à? Hả? Nào, bỏ cái mũ, bỏ mũi ra xem nào. Đấy. Cho nó nhỏ nhỏ một tí thì Mạnh mới đội được. Cho nó nhỏ một tí nhá. Ô, bồ nó lán bay ra. Chú cho nó nhỏ một tí nhá. Ngồi ra bên này một tí. Đấy, ngồi ra bên này một tí. Đấy, ông thì vừa bảo với cháu Lực rằng là ở lại ăn cơm lại không cháu. Thì đi rồi mới về. Cháu bảo là cháu Lực cũng bảo là trên nhà cháu Lực đang bận một chút cho nên là không có thể mà ở lại ăn cơm cùng với lại hai ông cháu rồi. Ai nào Mạnh đội đi, đội sẽ cho chú xem nào. Đội chú xem nào. Đấy, đẹp rồi nhờ. Đấy, vào trong nhà thì rất là may là được bà bé là bà ấy gửi cho cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Thì đến lúc mà hai ông cháu có, đến lúc mà hai ông cháu ăn cơm ấy, thì còn có cái bóng ấy. Cái bóng này để mà dùng. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và rất là cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Một lần nữa xin được cảm ơn các bác đã gửi quà tới cho hai ông cháu. Hôm nay thì đi xuống thông báo với lại những cái tin mà cho hai ông cháu thì có vẻ như là nhìn thấy ông ấy rất là vui. Đấy, bây giờ thì Mạnh chào tạm biệt các ông các bà nhá. Rồi Mạnh nói đi. Khoanh tay vào. Chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Cháu Lực cũng xin được chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.
Hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Thank you.